Hôm nay mua em được xin rất chào là bà nhiều cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Gia đình Chồng Già Vợ Trẻ Hàn Việt. Hôm nay mới đúng là ngày hai vợ chồng em đi shopping thật sự đây cả nhà. Vì là trốn em bé gửi đi học rồi nên là mẹ Hường sẽ có thời gian để đi ngắm nghía đồ, đi thử đồ. Hôm nay em mua được rất là nhiều đồ luôn và bây giờ đang chờ thanh toán. Còn ông xã thì đang đi tự mua sắm đồ cho mình, thì lát nữa hai vợ chồng em sẽ mua xong thì sẽ gặp nhau để đi ăn buffet tại trung tâm thương mại luôn. Chắc là khán giả sẽ thắc mắc là tại sao hai vợ chồng không đi cùng nhau mua cùng một lúc luôn mà lại mỗi người đi một nơi một cửa hàng như thế. Bởi vì nhà em ấy đi bao nhiêu lần mà đi cùng nhau là em không có mua được đồ. Ông xã thì ông xã mua nhanh lắm, ông xã thích cái nào là ông xã lấy luôn, không cần quan tâm đến giá. Nhưng mà em mà đi xem đồ là em cứ phải xem cái nào mà kiểu dáng mình thích này, sau đó em lại lật cái giá em xem trước, thì em thấy cảm thấy giá phù hợp em mới mua. Nhưng mà ông xã đi với ông xã thì ông xã toàn dẫn những cái chỗ nơi đắt tiền, rồi là những cái mẫu kiểu như là dành cho người trung niên đấy. Em nghĩ rằng ông xã vẫn đang quen với lại cái phong cách ngày xưa người vợ quá cố của ông xã khi còn sống ấy. Phong cách của cô ấy mặc là theo kiểu người trung niên. Nhưng bây giờ ông xã chọn đồ cho em, ông xã cứ ngắm toàn những cái đồ nhìn như của các bà thím ấy. Em không thích nên là đi cùng với ông xã là em không có bao giờ mua được đồ. Thành ra em phải lừa cho ông xã là thôi ông xã lượn một vòng mói rồi thì ông xã ngồi tìm chỗ ngồi nghỉ đi, em sẽ tự đi mua. Thế là đi lên đến tận tầng 5, đi xem từ tầng 1 cho đến tầng 5 không có cái nào em ưng rồi, xong em để cho ông xã ngồi một chỗ nghỉ ngơi. Thì em lại lộn tận xuống lại phòng dưới tầng 1 để em mua, tại vì là dưới tầng 1 có cái quầy của một cái shop này nó giá bình dân, dạng giống như kiểu là giá sinh viên ấy mà phong cách dành cho người trẻ. Nên là em đi mua. Còn hôm nay em mua được mấy cái quần áo thì cũng kiểu dáng chân phương giản dị thôi, nên em nghĩ là ông xã cũng sẽ không phản đối hay là không có ý kiến gì cả. Bởi vì em sang bên này thì đúng là phải theo sống ở đâu theo phong cách ở đấy. Em thấy người Hàn đi ra đường hầu như là ai cũng mặc kiểu giản dị mà có khi còn có phần là kín đáo nữa. Người Hàn em thấy không bao giờ có kiểu mặc áo trễ vai hở ngực đi ra đường đâu nha. Thấy họ mặc rất là kín đáo. Trừ một số học sinh, thanh niên thì mặc váy ngắn qua mông thôi, chứ còn phần trên của họ thì vẫn là kín đáo lịch sự. Mà em nói thật, bây giờ em mà về Việt Nam là em sẽ bị lạc hậu hơn so với mọi người ở quê. Em là sống ở vùng quê nông thôn ấy, chứ không phải là nói thành phố đâu nhá. Ở quê bây giờ mọi người ấy, em thấy ăn mặc cũng rất chi là đẹp đẽ, sang chảnh. Là thấy theo dõi mọi người trên Facebook đấy, ai cũng mặc váy vóc đẹp này, kiểu dáng phong cách rất là trẻ trung hiện đại. Mà bây giờ em ở bên này giống như là người tối cổ ấy. Không biết sau này về Việt Nam mọi người chắc là sẽ bị mọi người cười lắm đây. Đến cuối video này thì em sẽ mặc thử những bộ quần áo hôm nay em mua để cho ông xã ngắm và để cho khán giả xem. Để xem mọi người thấy là cái quần áo phong cách em mặc hoặc là cũng như là quần áo người ta đang bán ở bên Hàn này thì là có phong cách như thế nào và giá cả có đắt hay không, thì em sẽ giới thiệu cho mọi người xem ở cuối video. Bây giờ thì hai vợ chồng em sẽ đi ăn buffet ở ngay tại nhà hàng ở trong cái trung tâm mua sắm này luôn. Thì đây cũng là nhà hàng buffet tầm giá tầm trung thôi, giá người lớn thì sẽ rơi vào khoảng là gần 400.000 một suất ăn. Tính ra tiền Hàn thì là 20.000 won đấy. Thì cái giá này thì em thấy cũng không phải là đắt, là bình thường ấy. Mà là buffet nữa thì ăn tẹt ga xả láng.
Nhưng mà hai vợ chồng em là thuộc típ dạng người ăn ít, nên là đi ăn buffet hay là ăn gọi là những cái món mà không hạn chế về số lượng ấy thì khá là thiệt thòi. Ăn được ít thì, nhưng mà nói chung là cứ đi trải nghiệm vậy cho biết thôi, chứ còn cũng không tính toán đến chuyện là ăn nhiều hay ít, thì mình cũng ăn theo lực của mình. Còn nhìn chứ... sang bàn bên cạnh thấy cái người đàn ông ăn mà hai vợ chồng em sáng hồ luôn ấy. Người ta ăn phải gấp 10 lần cả hai vợ chồng em. Thì em cũng quay sơ qua một vòng cái nhà hàng này cho ông bà cô chú anh chị và các bạn xem đấy, là gồm có những cái món gì. Thì cũng đầy đủ chủng loại, từ chiên rán, canh, rau củ quả, cho đến là sushi, pizza, bánh ngọt, các loại đều có hết. Thì giá 400.000 một người thì không phải là đắt đúng không ạ? Rất, có nghĩa là còn là rẻ đấy ạ. Nếu ai mà đi ăn ở nhà hàng này lần đầu tiên ấy thì sẽ cảm thấy là ăn rất là ngon miệng, ăn được nhiều. Mà nhất là đi vào cái tầm đúng cái thời gian mà ăn trưa ấy thì người rất là đông, phải chờ đợi lâu. Mà chờ đợi lâu thì sẽ đói bụng, mà đói bụng thì ăn cái gì cũng ngon. Nên là lúc đấy sẽ nghĩ rằng là ô, lựa chọn cái quán này để ăn là một sự lựa chọn hợp lý và đúng đắn. Nhưng mà nhà em ăn ở cái quán này cũng lần này là lần thứ ba, thứ tư gì đó rồi. Mà lần cách đây gần nhất thì cũng là cách đây 6-7-8 tháng. Thì lần này cũng ăn lại thì cũng thấy ngon miệng. Bởi vì lâu lâu với ăn thì sẽ thấy ngon. Nhưng mà cái trước đây ấy, nhà em tự nhiên là lần đó thấy ăn ngon thì là trong một tháng lại đi ăn đến tận 2-3 lần. Thì càng ngày cái mức độ ngon lại càng giảm dần đi. Bởi vì là bao giờ cái lúc đầu cũng phải cũng sẽ ngon hơn những lần sau đấy. Thế nên là đến cái lần thứ ba rồi là nhà em sợ ấy, là không dám ăn nữa. Mà đến bây giờ thì là cách sau 7-8 tháng rồi ấy, thì quay lại ăn thì lại cảm thấy ngon. Nên là cái nhà hàng nào mình cũng không nên ăn nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn. Cái hay của cái nhà hàng này nữa là khi mà mình lấy đồ ăn thừa này, đồ ăn không ngon mình không muốn ăn nữa, mình muốn bỏ đi này, thì sẽ không bị tính tiền cái đồ ăn mà mình bỏ đi đấy. Như ở những cái nhà hàng bên ngoài trung tâm này ấy, nhà em đi đâu ăn mà có cái gọi là buffet đấy, hay là số lượng không giới hạn đấy, nhưng mà mình lấy nhiều mà bị thừa ấy, là người ta sẽ phạt mình, sẽ tính tiền đấy. Nhưng mà ở đây thì không nhá. Nếu mình không thích ăn này, mình muốn bỏ đi ấy, thì mình cứ mang đến cái chỗ thùng rác mình bỏ, xong là mình lại đi lấy đồ ăn mà mình muốn ăn là được, không bị sao cả. Cả nhà có biết không, cái hồi đầu em mới sang Hàn ấy, em rất là sốc vì cái giá cả của bên Hàn Quốc nó chênh lệch quá nhiều so với bên Việt Nam mình. Mỗi lần mà ông xã em dẫn em đi ăn cái món mà có giá 10.000 won ấy, tức là tương đương tầm gần 200.000 Việt Nam một người ấy, thì em đã giật mình rồi. Em bảo trời ơi, gì mà đắt thế. Thế nên là cái năm đầu tiên mà em sang ấy, thì là lúc đấy em cũng mới đang mang bầu thôi. Còn ông xã thì là vẫn đang khỏe mạnh bình thường. Nên là em vì là thấy tiếc tiền nên là em thường là nấu ăn ở nhà là chủ yếu, rất ít đi ăn ngoài. Bên cạnh đó là vừa tiếc tiền mà lại vừa là do em đang bầu ấy, nghén nặng lắm nên là không thể ăn được. Thành ra đi ăn cái gì bên ngoài cũng thấy không ngon, cũng thấy không hợp khẩu vị. Thế là toàn nấu ăn ở nhà, nấu món ăn ông xã thích này, hoặc là nấu món ăn của Việt Nam của mình ấy. Còn đến sau này này, khi ông xã bị bệnh rồi, ăn uống khó hơn này, rồi hay đi ăn ngoài nhà hàng, thì em mới so sánh rằng là ồ, cái mức 200.000 đó chỉ là mức giá gọi là những quán cơm bình dân thôi. Giống như bên Việt Nam mình là quán bình dân tầm 20-25k một suất đấy. Còn bây giờ tiêu tiền bên Hàn quen rồi ấy, thì em thấy là mức ăn, suất ăn mà tầm 500, tính theo tiền Việt Nam 500.000 trở xuống ấy, thì gọi là mức ăn bình dân. Còn
từ 500.000 trở lên mới gọi là tầm trung hoặc là cao cấp hơn nữa. Mà cái hồi đầu em sang em ngu em không biết tính ấy, em cứ chỉ tính là cái vật giá của bên Hàn Quốc nó cao hơn Việt Nam nhiều lần, mà lúc đó lại không nghĩ rằng là cái thu nhập của họ cũng cao hơn rất nhiều lần so với thu nhập của bên Việt Nam, bởi vậy là giá cả nó vẫn chênh nhau như thế. Thế là cái năm đầu mua cái gì cũng tiếc, cũng không dám mua hết nhiều thứ ấy, em còn mua bên Việt Nam gửi sang nữa ấy. Và sau khi đón em bé đi học về thì là bây giờ sẽ là tiết mục thử đồ của em, là những đồ mua hôm nay ở trung tâm thương mại đấy. Thì em nói thật là cũng không có mắt thẩm mỹ, thì em cũng chỉ mua những cái bộ đồ mà em mặc vừa size, là một là với lại thứ hai là cái phong cách nó phù hợp với em, và đây cũng là những bộ đồ mà dễ mặc đi ra ngoài đường ấy, còn cũng không phải là mặc đi dự tiệc hay là đi đi những nơi quan trọng đâu cả. Đấy, cái quần jean em đang mặc ấy thì sẽ có giá là 6, tương đương với lại tiền Việt là 506 507 tiền Việt Nam ấy. Và cái áo len màu đen ấy thì cũng giá tầm đấy 550 600.000. Còn cái áo khoác trắng này là chất liệu dạ thì có giá là 1 triệu đồng. Mà đây là đang đợt cuối năm nên là nó cũng đang sale rồi đấy, đang giảm giá rồi đấy cả nhà. Mà em cũng chẳng biết nữa, liệu có phải là nó giảm giá cuối năm hay không, hay là lúc nào nó cũng cũng để cái chế độ khuyến mại giảm giá đấy. Bởi vì giá gốc có thể là nó tự đưa giá gốc lên rồi xong nó treo cái gọi là cái giảm giá vậy để khuyến khuyến khích cái cầu người tiêu dùng. Còn cái chân váy này cũng là tương đương với lại là tầm 800.000 tiền Việt. Và cái áo sơ mi trắng thì là cũng là 506 507 đấy. Gần nói chung là cái shop em mua này nó cũng có cái mức giá đồng giá rất là nhiều. Tính theo tiền Hàn là 29.900 won đấy. Mà em cũng nói là ngay từ cái lúc đầu video đấy là em chọn cái shop này là cái shop mà có giá gọi là rẻ nhất ở trong cái trung tâm thương mại đấy rồi. Tại vì lượn qua vài à một lượt đi qua các cái shop ấy thì người ta treo biển giá công khai mà, thì thấy cái shop này là giá gọi là bình dân nhất rồi đấy. Mà quần áo ở bên Hàn Quốc bây giờ cũng chủ yếu là sản xuất từ các nước Đông Nam Á sang mọi người ạ. Chứ còn sản xuất trực tiếp trong nước thì là rất là ít, và cũng chỉ là hàng trẻ em là nhiều thôi. Chứ còn hàng quần áo người lớn đa số là hàng gọi là liên doanh với bên nước ngoài để sản xuất. Nghĩa là của công ty Hàn Quốc nhưng mà là sản xuất ở bên nước ngoài. À, còn cái áo khoác dạ dày em đang mặc đây thì có giá là 2 triệu rưỡi tiền Việt Nam ấy, mà cái giá này là chưa có giảm nhá. Đây là da mẫu mới của năm nay nên là chưa giảm giá. Mà em thấy với cái giá này mua được cái áo này thì gọi là quá là xuất sắc đi, tại vì em sờ là chất liệu dạ trơn ấy, mềm rất là đẹp, mà nhìn dáng mặc thì cũng trẻ trung. Theo cái kiểu phong cách của năm nay, em thấy đồ mua hàng ở bên này này, tuy đắt hơn một chút thôi nhưng mà mặc rất là thích, bởi vì cái chất liệu của nó, chất liệu vải tốt mà giặt thì không phai màu, không bị sờn vải cũng như không bị bục chì. Còn nếu mà mua ở Việt Nam thì phải gọi là mua cái hàng mà có thương hiệu thật sự ở trong nước thì mới là hàng tốt, mà hàng tốt rồi thì giá tiền tất nhiên là cũng đắt rồi, thì cũng tương đương xấp xỉ với hàng bên này thôi, nên em rút kinh nghiệm là thôi mua bên này để khỏi phải mất công gửi, mà mình được sờ, được thấy, được mặc thử thì sẽ vừa cái kích cỡ của mình hơn, chứ mà mua bên Việt Nam thì cũng là mua qua mạng thôi, nhiều khi gửi sang rồi lại không mặc được, rồi lại không gửi về được nữa, hoặc là phải bỏ đi thì cũng uổng.
Vậy là em đã thử hết mấy bộ đồ hôm nay mua rồi đấy ạ. À, cái nhà thấy buổi trình diễn thời trang của em như thế nào? Và giá cả quần áo thì cũng không phải là đắt đúng không ạ? Giá cả rất là hợp lý. À, em đang thử đồ thì cái ông xã nhà em lại trêu em, lại bảo là con gái à, nhìn mẹ coi, xem mẹ đang muốn từ quả bí ngô trở thành quả dưa hấu đấy. Ý là nói là từ quạ mà sang công á cả nhà. Ông xã nhà em tuy là lớn tuổi rồi đấy, nhưng mà mọi người xem video thì thấy ông xã nhà em cũng rất là vui tính hài hước. Tuy tuổi lớn tuổi cao nhưng mà tâm hồn còn đang rất là trẻ trung. Mỗi lần vợ mà mặc đẹp tí hay là trang điểm một tí là ông xã cũng cứ trêu như vậy, cứ bảo rằng là ô quả bí ngô đã trở thành quả dưa hấu rồi. Em biết là ông xã nói trêu như vậy nên là cũng chỉ cười thôi. Còn cho dù có nói thật thì em cũng chẳng có sợ, bởi vì tuổi này rồi thì ông xã cũng có sức đâu mà đi ngắm nghía các cô bên ngoài nữa. Đây cũng là lý do mà em lấy chồng già đấy cả nhà. Thôi em xin được kết thúc video ở đây. Hy vọng rằng là khán giả xem kênh của gia đình em sẽ có những giây phút thư giãn và thoải mái. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh cho gia đình em với nhà. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại vào những video tiếp theo ạ.